Đây, mình đã bắt được một con bạch tuộc quay cho các bạn coi nha. Nó đang bơi à? Nó chùa nè, nó kiếm đường chạy á. Hút hút đất đó hả? Ừ. Nghe không? Hút để nó chạy á. Hút đi. Cho nó xuống cái lỗ đây đi. Làm gì? Ủa, con bạch tuộc hiếm lắm mới bắt được nó, bạch tuộc này da ăn ngọt lắm á. Ăn chui á hả? Đang kiếm đường chạy, đừng cho nó, đừng cho nó đi nghe anh. Lên kia. Ô.